Hàng trăm mẫu băng đô đã cập nhật trên Shopee Tone Shop. Thỏa sức mua sắm với hàng ngàn ưu đãi mỗi ngày. Link gian hàng nằm ở dưới mô tả video. Lựa băng đô, lựa Tone Shop. Top 4 kiểu chân váy giúp nàng lên hương. 1. Chân váy xẻ tà. Chân váy xẻ tà không phải là ai từng quá lạ lẫm, nhưng năm nay mới thực sự trở thành hiện tượng. Đường xẻ tà chính là chi tiết đắt giá nhất của mẫu chân váy, tạo hiệu ứng kéo chân dài, giúp vóc dáng thêm cao ráo, thanh thoát. Diện chân váy xẻ tà, chị em còn có được vẻ ngoài ấn tượng và sexy hơn, chụp ảnh sống ảo lại càng xinh. Chân váy xẻ tà sẽ phát huy khả năng hách dáng triệt để nhất khi chị em sơ vin và đi những kiểu giày nịnh chân như là sang đan quai mảnh, giày cao gót mũi nhọn hay giày màu be. 2. Chân váy đuôi cá. Item này toát lên sự mềm mại, có độ bay bổng, giúp tổng thể trang phục của chị em càng thêm thu hút. Kiểu chân váy đuôi vẩy nhẹ rất dễ mix đồ, bạn muốn có được outfit thật dịu dàng, nữ tính thì hãy kết hợp với áo sơ mi hay blouse. Khi cần hách tuổi, combo áo thun màu trung tính và chân váy đuôi cá sẽ giúp vẻ ngoài của bạn trông trẻ trung hẳn ra. Chân váy đuôi cá không chỉ duyên dáng mà còn ghi điểm ở sự thanh lịch, tinh tế, rất hợp lý để bạn diện đi làm. 3. Chân váy suông. Không khó mặc như chân váy bút chì nhưng thanh lịch chẳng hề kém cạnh. Chân váy suông được các chị em rất ưu ái trong mùa hè năm nay. Kiểu chân váy này giúp che đi nhược điểm vóc dáng, mang đến sự gọn gàng, thanh thoát cho set đồ nên không hề dìm chiều cao. Thậm chí, nếu sơ vin và đi giày tôn chân, vóc dáng của chị em còn thêm cao ráo khi diện chân váy suông. Ngoài khả năng tôn dáng, chân váy suông được đánh giá rất cao ở sự tinh tế, chuyên nghiệp nhưng cũng chẳng kém phần trẻ trung. Vậy nên, kiểu chân váy này hợp diện trong mọi hoàn cảnh, giúp nâng tầm phong cách rất hiệu quả. 4. Chân váy hoa nhã nhặn. Mùa này thì không thể thiếu những ai từng họa tiết hoa và vì thế, chân váy hoa cũng dễ dàng phủ sóng, khiến hội sành mặc không thể bỏ qua. Tuy nhiên, thay vì chọn những mẫu chân váy rực rỡ, lòe loẹt, các chị em sành điệu lại thích mặc chân váy có họa tiết hoa được phối màu nhã nhặn. Như vậy thì họ sẽ dễ hoàn thiện những outfit thanh lịch và tinh tế. Vì chân váy hoa đã vốn bắt mắt nên khi diện, chị em chỉ cần mix với kiểu áo đơn giản là đã đẹp xinh, lại đảm bảo sự hài hòa cho cả tổng thể trang phục. Theo voh.com.vn, Tone Shop sưu tầm và tổng hợp.